Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe, review và tóm tắt chuyện Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Tên khác của chuyện: Năm Tháng Nhu Tình. Thể loại: hiện đại, mô típ nam quân nhân, nữ biên kịch, nữ truy, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, nhẹ nhàng, HE. Chuyện hoàn 87 chương và 13 ngoại truyện. Văn án: năm 18 tuổi, Minh Trúc đã có người mình muốn cưới, liền học theo bà ngoại tự thêu cho mình một bộ đồ cưới làm hồi môn. Năm 20 tuổi, cô giao bán bộ áo cưới đó trên Tao Bao, bởi vì tuổi nhỏ vụng về, bộ đồ gấm Tô Châu kia vẫn mãi không bán được. Đến nửa năm sau, bỗng có người tìm đến muốn mua. Vài ngày sau, một người đàn ông mang theo hồi môn của cô mở cửa nhà, một thân quân trang rất đẹp trai, bình tĩnh nhìn cô. Anh nhanh chóng bước vào nhà cô, tìm đồ dùng, dẫm lên giường cô, đính chắc của hồi môn đó vào đầu giường. Toàn bộ quá trình không nói với cô lời nào. Cuối cùng, ném công cụ đi, anh nhìn về phía cô. Bán hồi môn đi, em xem tôi như chết rồi đấy à? Cho dù anh lòng dạ sắt đá, cũng không chịu nổi cô dịu dàng như nước. Nếu hỏi tôi cảm nghĩ đầu tiên khi đọc Năm Tháng Nhu Tình của Mạch Ngôn Xuyên là gì, tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng không thích nữ chính. Đúng vậy, tôi không thích Minh Trúc. Trong mắt tôi, cô ấy lòng đảnh, làm màu, thích gì làm nấy. Nhưng càng đọc tôi càng thấm thía một câu nói: nếu anh ấy thích bạn, bạn làm mình làm mẩy với anh ấy, đó là hứng thú trong tình yêu. Nếu anh ấy không yêu bạn, bạn chẳng khác nào làm trò cười. Tôi thấy Minh Trúc đỏng đảnh, không biết điều bởi tôi không thích cô ấy. Còn đối với Lục Trác Phong, Minh Trúc càng tỏ thái độ với anh bao nhiêu, anh càng yêu chiều, xót xa cô ấy bấy nhiêu. Bởi suy cho cùng, tổn thương mà cô ấy phải chịu là do anh gây ra. Minh Trúc và Lục Trác Phong quen biết nhau qua một người bạn chung. Khi đó Minh Trúc vẫn còn là một cô nhóc chưa trưởng thành, thích mặc sườn xám và thích bám lấy anh. Minh Trúc thích Lục Trác Phong là kiểu thích đơn thuần, trong sáng của thiếu nữ mới lớn, nhưng không vì thế mà tình cảm cô dành cho anh kém phần sâu đậm, nghiêm túc. Cô gái nhỏ 18 tuổi vì anh mà học bà ngoại may đồ cưới làm của hồi môn, chờ một ngày cô trở thành vợ của anh. Còn Lục Trác Phong, anh có thích Minh Trúc không? Tôi tin là có, nếu không anh đâu có chiều chuộng tới mức chỉ cần cô gọi sẽ mang đồ tới cho cô. Nếu không anh đâu có nhường nhịn mỗi khi cô giận dỗi không vui. Nếu không anh đâu có xót xa khi thấy cô chờ anh trong gió lạnh. Tất nhiên, bạn cũng có thể nói rằng khi ấy Lục Trác Phong chưa thích Minh Trúc, chỉ là anh lớn tuổi hơn cô, tính cách chín chắn hơn, lại được tôi rèn trong môi trường quân đội. Có lẽ anh chỉ coi Minh Trúc như cô em gái nhỏ cần được yêu chiều, nâng niu. Điều có lẽ đó cũng là cái gai trong lòng Minh Trúc mãi đến sau này. Rốt cuộc, anh có thích cô không? Tối hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ ở trấn cổ, cô nói với anh rằng cô vì anh mà thêu đồ cưới, còn anh vì câu nói của cô mà rung động. Nếu không vì biến cố xảy đến, để lại trong lòng Lục Trác Phong một hố sâu ngăn cách, có lẽ anh sẽ nắm tay cô, bắt đầu câu chuyện riêng của hai người. Như những gì đã xảy ra, Lục Trác Phong lựa chọn giữ khoảng cách với Minh Trúc, để lại cho cô niềm hy vọng nho nhỏ giờ hóa thành tổn thương. Nhiều năm sau gặp lại, cô gái nhỏ Minh Trúc đã trưởng thành, vẫn thích mặc sườn xám nhưng không còn thích bám lấy anh. Lục Trác Phong biết cô giờ đã thành một nhà biên kịch khá có tên tuổi trong giới. Cô chuyên viết kịch bản mang đề tài quân sự. Kịch bản của cô so với những bộ phim đình đám ngoài kia thì thực tế hơn nhiều, cũng khiến người lính như anh thấy đồng cảm nhiều hơn. Anh biết điều đó bởi phim do cô làm biên kịch, anh đều đã xem không để sót bộ nào. Khi Minh Trúc mặc trên mình bộ sườn xám bước xuống từ trên xe, bóng dáng duyên dáng yêu kiều nổi bật giữa trại huấn luyện cát bụi mù mịt, Lục Trác Phong biết rằng mình vẫn không thể quên được cô, hoặc phải nói rằng anh càng yêu cô nhiều hơn. Thế nhưng Minh Trúc đã không còn là cô gái nhỏ ngốc nghếch bám theo anh của ngày xưa nữa. Minh Trúc vừa ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm tinh tế mềm mại: Lục đội có bạn gái chưa? Lục Trác Phong bỗng ngẩng đầu nhìn cô, đường hinh nhìn về phía Minh Trúc, lặng lẽ ở dưới bàn nhéo nhéo tay cô. Minh Trúc khẽ nở nụ cười: chỉ tùy tiện trò chuyện một lát thôi mà. Anh liếm khóe miệng: không có. Mọi người chỉ nghĩ là các cô nhiều chuyện một chút thôi, hò hét cười vài tiếng. Minh Trúc nhìn anh, thản nhiên cười: anh chưa từng yêu sao? Lục Trác Phong chăm chú nhìn cô, cảm thấy thẩm vấn chẳng qua cũng giống như vậy, nhưng đây mới là màn thẩm vấn tàn khốc nhất. Một lúc lâu anh mới cúi đầu đáp: từng yêu đi. Vì sao lại dùng từ đi chứ? Rốt cuộc là từng yêu hay chưa từng? Minh Trúc cười khẽ, câu trả lời của Lục đội thật kỳ lạ. Làm sao mà ngay cả việc bản thân đã từng yêu hay chưa cũng không xác định được chứ? Lục Trác Phong trong lòng cứng lại, mím chặt môi, gần như là cắn răng đáp: từng yêu. Minh Trúc vẫn cười như cũ: năm 2013 đúng không? Ừ, anh đổi sắc mặt. Ồ, Minh Trúc cúi đầu, cuối cùng xác định. Thì ra lúc đó với anh cũng là từng yêu.
Cô là bạn gái cũ của Lục Trác Phong anh. Lục Trác Phong và Minh Trúc, một người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp tình cảm, một người bề ngoài dịu dàng, mềm yếu nhưng bên trong lại mạnh mẽ kiên cường. Lục Trác Phong cứ ngỡ rằng anh rời xa Minh Trúc là tốt cho cô, tránh cho cô phải chịu nỗi khổ khi có người yêu là quân nhân, mỗi ngày đều vào sinh ra tử, tránh cho cô phải một lần nữa chịu nỗi đau mất đi người thân. Nhưng Lục Trác Phong không hiểu, yêu anh không khiến cho Minh Trúc mềm yếu, nhu nhược hơn. Yêu anh chính là nguồn dũng khí của cô. Một cô gái yêu anh từ khi mới độ tuổi trăng tròn cho tới tận lúc trưởng thành, trải qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng, mặc cho anh lạnh lùng rời xa, mặc cho bao nhiêu chàng trai sáng giá khác chân hành theo đuổi, vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh. Một cô gái như vậy có thể yếu đuối nhu nhược được sao? Trong những ngày xưa ấy, trong tháng ngày của hiện tại và trong những năm dài của tương lai, có tình yêu của cô, có sự dịu dàng của anh, có một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời ra đi đang lúc tuổi xuân, giờ chỉ còn sống trong hồi ức của mọi người. Có một chuyện tình vì sinh ly tử biệt mà hóa giang dở, có niềm hy vọng cho những tình yêu đang chớm nở. Ấy là những năm tháng nhu tình. Trích đoạn trong truyện. Năm đó Minh Trúc mới 19 tuổi, vào kỳ nghỉ hè năm nhất đại học, Lục Trác Phong được nghỉ phép về thăm bà Tử. Nhưng là ngày nghỉ không nhiều nên anh chỉ có thể ở lại 3 ngày. Đêm trước khi đi, Minh Trúc ở chỗ bà Tử lề mà lề mề đến 10 giờ tối, bà Tử đã đi ngủ còn không chịu về. Trong lòng cô có chứa tâm sự, lại không biết làm thế nào để nói với anh, chủ yếu là thẹn thùng. Lục Trác Phong đứng ngoài cửa viện, hút xong một điếu thuốc quay người lại nhìn cô. Tiểu cô nương mặt sườn xám màu trắng cắt may vừa vặn, vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp trắng như tuyết như ẩn như hiện phía dưới đường xe tà. Cô đứng tựa vào cửa, nhìn qua có chút phong tình. Đương nhiên, chân đùi hiện mấy nốt đỏ do bị muỗi cắn, anh hững hờ rời ánh mắt, cười khẽ hỏi. Sao còn chưa về, đứng đây làm mồi cho muỗi à? Minh Trúc bị muỗi cắn rất dã man, không nhịn được muốn đưa tay xuống gãi. Nhưng vì anh đang ở đây nên cô chỉ giật giật chân. Anh gấp cái gì, ở đây trò chuyện tâm sự tí thôi. Muốn trò chuyện cái gì? Anh cười nhẹ, trực tiếp đi đến bên cửa ngồi xuống. Minh Trúc nghĩ nghĩ, vuốt lại làn váy rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Lục Trác Phong liếc mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên đứng lên. Một lát sau anh quay trở lại, trong tay cầm nhang muỗi bước tới đặt bên cạnh chân cô. Nhịp tim Minh Trúc đập loạn nửa nhịp, ngơ ngác nhìn người đàn ông có vẻ ngoài sắc bén, quên bẵng việc trả lời câu hỏi của anh. Lục Trác Phong cũng không thèm để ý đến cô, ngắt lấy một cọng cỏ trong chậu hoa bên cửa cắn vào miệng, rồi quay đầu nhìn cô, cằm khẽ đung đưa. Không phải em muốn nói chuyện phiếm sao, tại sao bây giờ lại không nói gì? Minh Trúc lấy lại tinh thần, mấp máy môi, hỏi câu được câu mất. Anh Lục, anh toàn thời gian đều đi làm nhiệm vụ, vậy có thời gian hẹn hò bạn gái không? Hai năm trước lúc cô 17 tuổi còn gọi anh là anh trai Lục, sau 18 tuổi liền đổi thành anh Lục. Đêm khuya hôm đó không hề sáng rủa, chỉ có ánh sao lấp lánh bên trên. Lục Trác Phong dựa vào cạnh cửa, liếc nhìn bầu trời đêm lộng lẫy cười ra tiếng. Không hẹn được. Minh Trúc mừng thầm, lại cảm thấy anh ấy đẹp trai như vậy, không có khả năng không tìm được bạn gái. Nhưng cô vẫn bình thản theo thứ tự hỏi tiếp. Vậy làm sao bây giờ, anh cũng không thể độc thân cả đời nha. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái nhỏ mặt dần dần đỏ lên, quay mặt cúi đầu nhìn về phía đường vân trên tô tú. Ánh mắt Lục Trác Phong đảo qua cô đang đỏ mặt tía tai, sắc mặt hơi trầm xuống, một hồi lâu sau mới rời ánh mắt, cúi đầu cười ra tiếng. Cứ để quốc gia sắp xếp đi. Minh Trúc, ba chấm. Phụt, ông chú hàng xóm không nhịn được cười ra tiếng. Ai da, cái con bé này cũng biết nói đùa thật đấy. Minh Trúc cười, chính miệng anh Lục nói mà. Ông chú hàng xóm, ba chấm. Bà ngoại trừng mắt nhìn cô. Vậy sao con còn chưa tìm bạn trai đi? Đã 27 tuổi rồi, không lo lấy chồng thì thành gái lỡ đấy. Bà ngoại, con còn chưa đủ 25 tuổi, đừng có tính tuổi mụ được không? Nghe già lắm ạ. Phụ nữ dù ở thời điểm nào cũng tính toán chi li với tuổi tác, Minh Trúc cũng không ngoại lệ. Cô nói xong thì dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Con cũng đang chờ quốc gia sắp xếp bạn trai cho. Lục Trác Phong cười không nổi, híp mắt nhìn cô, mà Minh Trúc đến nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.